Xin chào quý vị khán giả của Báo Thanh Niên và kênh iHayTV. Mình là Lan Hương. Xin mời các bạn vào tham quan nhà của Hương nha. Xin mời. Xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là nhà của Hương và đồng thời cũng là nơi làm việc luôn, cho nên là Hương đã trang trí theo giống như dạng một studio nho nhỏ. Thì đây là phòng khách, cũng là nơi mà Hương hay quay những video clip để đăng lên trên kênh YouTube của Hương. Lý do Hương chọn tông màu trắng sáng như vậy là tại vì sẽ giúp cho những cái khung hình của Hương á nó sáng hơn rất là nhiều, và đồng thời thì cũng dễ cho mình trang trí thêm vô mà không có bị lộn xộn quá nhiều. Những cái bức tranh này á thì em chọn theo một cái chủ đề là giống như kiểu hoa mùa xuân, và nó nhẹ nhàng. Cái tông này là tông màu kiểu pastel, cho nên là rất là phù hợp với lại mọi cái video clip của mình, nó không có bị quá chói. Dạ, và nó cũng phù hợp với lại những cái vỏ gối ở đây. Em chọn tông sạc tông. Dạ, và cái thảm này thì em cũng chọn màu trắng, cho nên là hạn chế màu sắc nhất có thể để cho khi mà mình lên hình á thì mình không có bị rối. Dạ, nhà em thì toàn là màu trắng thôi. Từ trong ra ngoài là đều là màu trắng với là màu sáng. Một chút xíu thành tích nho nhỏ của em, đây là nút bạc em. Cái nút bạc này thì em có trước khoảng nửa năm sau khi em làm YouTube. Và đây là nút vàng. Em cũng mới nhận nút vàng này cách đây khoảng tầm hơn nửa năm một chút xíu thôi. Nói chung là rất là hạnh phúc khi mà em đạt được những cái thành công như thế này. Thật sự là em rất là hạnh phúc và rất là cảm ơn mọi người vì đã theo dõi kênh YouTube của em để em có thể được hai chiếc nút xinh xắn này. Và thời gian mà em được nút vàng YouTube là khoảng tháng 7 năm 2020. Thì thật sự là những cái ngày mà gần được cái lượng subscribe là 1 triệu á, thì em rất là hồi hộp luôn. Kiểu cảm xúc lúc đó là vui mà không ngủ được luôn á. Và khi được 1 triệu là em chụp màn hình lại để em lưu lại liền luôn. Và sau đó thì nút cũng được gửi về nhà và em rất là sung sướng, kiểu inbox ngay lập tức luôn để xem cái nút vàng như thế nào. Tại đó giờ không biết nút vàng là như thế nào luôn. Sau đây thì em xin mời các bạn khán giả vào xem nhà bếp của em. Thì đây là một cái khu vực mà em rất là thích. Tại vì sau mỗi ngày đi làm về thì em sẽ có thời gian em nấu ăn cho bản thân cũng như là nấu ăn cho bạn bè. Và đây em cũng có chuẩn bị mấy món để chuẩn bị cho những cái ngày Tết á. Ở nhà ăn là bánh chưng với lại chả giò. Trong này thì em đang nấu thịt kho trứng, là một món rất là Tết luôn. Và canh khổ qua. Dạ. Đây là một cái vật mà em rất là thích trong bếp của em. Đó là một cái lò nướng rất là bé xinh như thế này. Tại vì em ở có một mình thôi, cho nên là em mua cái gì nó cũng phải bé bé một mình em ăn. Đây, cái lò nướng nó rất là nhỏ, nhìn rất là cute. Dạ. Và trong này thì nói chung là có một cái bàn ở đây là nơi mà em có thể nấu xong rồi em đặt ở đây và mình ăn luôn. Mình không có cần phải di chuyển nhiều. Và cái việc mà dọn dẹp thì nó cũng rất là nhanh chóng thôi. Dạ, xin giới thiệu với mọi người. Đây là nơi mà em rất là thích. Đây là cái tủ này. Mặc dù là ít nhưng mà em cũng đã sưu tập được một số những cái túi xách. Đây là những chiếc túi em đã thích góp tiền nhịn ăn nhịn mặc để em mua. Dạ, ở đây có một số chiếc túi. Em nghĩ là đây, chiếc túi này là chiếc túi đầu tiên em mua, mà nó cũng hơi mất tiền chút xíu, tại vì trước giờ em cũng hơi kiểu tiết kiệm á, nên là kỷ niệm đầu tiên mà khi mà em được đút vàng thì em đã mua chiếc túi này để em ăn mừng. Lúc em mua chiếc túi này á là em mua với giá là 19 triệu. Thật sự là rất là tiết tiền luôn. Dạ, nhưng mà tại vì em nghĩ là sau một năm mình làm việc vất vả thì mình cũng phải tự thưởng cho mình cái gì đó, cho nên là em đã mua em nó và em cũng xài rất là nhiều. Dạ, em thấy cái túi này là tiện nhất. Và sau đó thì em cũng có mua thêm mấy chiếc túi nữa. Đây là bộ sưu tập nước hoa của em. Em là rất là mê nước hoa, cho nên là em mới nói là em mua rất nhiều nước hoa, mà bây giờ em nghĩ là nó phải 20 mấy 30 chai gì đó, và nó hết chỗ để rồi. Và em đang tính mua thêm nữa, mà chắc phải xây một cái tủ cho nó. Tiếp theo thì em xin mời mọi người lên trên tham quan phòng ngủ cũng như là nơi mà để em trang điểm.
Hello mọi người, đây là phòng ngủ của Hương. Thì cũng bé xinh xinh thôi. Đây là cái nơi Hương rất là thích. Con cọp đó là một bạn fan tặng cho Hương nhân dịp sinh nhật, rất là dễ thương. Và đây là bức tranh này á, là em Hương học design thiết kế đã vẽ tặng cho Hương, cũng nhân ngày sinh nhật của Hương ở đây luôn. Cái đèn này là được một người bạn tặng nhân ngày sinh nhật, nhưng mà điều đặc biệt là Hương không có biết đàn, cho nên là chỉ là để trưng cho đẹp thôi, chứ không có tác dụng gì hết, chỉ là để quay những cái video clip thôi. Đây là cái góc trang điểm của Hương. Thì Hương có rất là nhiều đồ trang điểm, tại vì Hương rất là đam mê với cái việc mà make up. Nó giống như kiểu như là mình đang sáng tạo nghệ thuật vậy đó. Thì Hương cũng dự tính là sang năm sẽ maybe là sẽ mở một kênh hướng dẫn make up. Thì lý do mà sao là Hương lại chọn là ngồi make up chứ không phải là ngồi trên một cái bàn cao, là tại vì thật ra là mắt của Hương thì cận, có nghĩa là thị lực không có tốt, cho nên là Hương muốn make up mà muốn trang điểm được những cái chi tiết nhỏ thì Hương cần phải nhìn được gần, cho nên là Hương đã chọn là ngồi và sắp xếp một cái bàn thấp như vậy để được nhiều đồ hơn, và ngồi để được kê cái mặt sát cái gương để nhìn thấy được những cái chi tiết nhỏ. Và Hương có một cái niềm đam mê rất là lớn đối với son môi. Thì ở đây các bạn có thể thấy là 2/3 những cái mỹ phẩm của Hương là toàn là son môi thôi, rất là nhiều. Tất cả đây là son hết, mà Hương nghĩ là chắc phải gần 100 cây rồi. Rất là nhiều. Hương kiểu giống như là sưu tầm luôn, chứ không phải là mua để đánh nữa. Mặc dù có một cái môi thôi, nhưng mà tới 100 cây son lận. Nhưng mà thường thường đánh có một cây thôi. Cô không hiểu, nhiều khi cô không hiểu mình lắm. Và Hương cũng rất là thích những cái màu mắt để phù hợp với là những cái dịp khác nhau. Giống như kiểu như là đi tiệc thì mình sẽ đánh màu này, những cái màu lấp lánh chẳng hạn. Còn ngày thường thì mình sẽ đánh những cái màu mà nút nhẹ nhẹ như thế này đó. Thì nó sẽ phù hợp với nhiều cái tông make up khác nhau, cho nên là Hương mua rất là nhiều bảng màu mắt. Đó là bàn trang điểm của Hương. Thiệt ra cũng không có gì nhiều hết, nhưng mà là một cái nơi Hương rất là thích. Tại vì mỗi buổi sáng ngủ dậy, khi mà mình ngồi ở đây và mình làm cho bản thân mình đẹp hơn, thì mình cảm thấy một cái ngày của mình rất là vui và rất là hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem và tham quan nhà của Hương, và cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Nhân dịp năm mới, Hương xin được chúc tất cả các bạn khán giả của Báo Thanh Niên cũng như là kênh YouTube iHayTV một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, phát tài phát lộc và bình an. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng sẽ được gặp mọi người ở những video clip tiếp theo. Tạm biệt.